Lò rèn dao Thảo Phúc Sen gửi lời chào tới tất cả các bác yêu dao. Với bộ dao độc lạ hôm nay thì em sẽ làm hai bộ. Chỗ này là hai bộ khác nhau thôi các bác ạ. Và với một đơn hàng là mỗi bác hai bộ thì đây em nên sóng cho các bác nhà mình được sưu tầm, được xem. Về với chất liệu thì em đang làm bằng nhíp, một dòng nhíp u chuẩn đẹp nhất để các bác nhà mình sử dụng siêu bền. Bác nào đã biết tới kênh dao của em rồi thì cũng như các bác biết với những cái video với những cái màn tét chặt xương trâu, chặt che già chặt gỗ cứng, chặt sắt sáu, rất nhiều những cái màn test dao để các bác của mình theo dõi rồi. Đấy và bác nào mà chưa xem được thì đừng quên nhấn đăng ký kênh của em nhé, like chuông và đăng ký, chữ đăng ký ở ngay cạnh góc màn hình đấy để xem những cái video mà em test thử. Và với dao nhà em thì sao? Chia sẻ từ các bác là em sẽ bảo hành cho các bác nhà mình trong quá trình sử dụng các bác nhé. Và hàng tới nhà, giao tới nhà, các bác nhà mình được nhận hàng, kiểm tra hàng test thử hàng sau đó mới phải trả tiền test là gì các bác nhà mình chuẩn bị một cục xương thật là cứng một cây tre thật chi là già một cục gỗ cứng các bác chặt test thử thoải mái cho em luôn nhé và con nào thì các bác nhà mình phù hợp đối với chặt tre chặt gỗ hôm nay em có hai bộ này một bộ là nó sẽ có chắn đồng và một bộ là sẽ không có chắn đồng thì các bác nhà mình thích bộ nào cái này thì nó sẽ tương xứng giá tiền như nhau và tùy thuộc theo các bác nhà mình thích thôi bởi vì đây là em làm hàng đặt thì em quay luôn lên để cho các bác nhà mình xem ví dụ như tay chắn đồng Đấy, tay trấn đồng đây là con 35 cm này. Đây là con 30 cm này. Còn đây là con 25, còn đây là con 20. Cái này thì em sẽ nói về phần tay của nó, lưỡi của nó là 20 cm đây các bác nhá. Đấy, con này là 25 cm này. Con này là 30 cm này và con này sẽ là 35 cm. Và em đang làm sống là sống 7 ly. Đấy các bác nhà mình nếu mà các bác nhà mình búi nhà mình có búi che già ấy, các bác nhà mình cứ test chặt luôn thoải mái cho em nhá. Đây các bác nhìn đẹp không? Về phần kỹ thuật thì với hàng đặt và với những cái hàng kỹ thuật này thì bao giờ em cũng phải làm rất chi là cẩn thận và trên thân dao thì đều phải in tên em Thảo Phúc Sen hết ở đây để các bác nhìn mình nhận nhận hàng tránh bị nhầm lẫn nhá hôm nay là một video rất chỉ là chi tiết và em cũng sẽ hướng dẫn các bác cái cách bảo quản khi sử dụng à, về dòng dao này này các bác này à, khi các bác nhà mình nhận về nhà rồi thì nó sẽ có một lớp dầu công nghiệp em quét ở bên ngoài như thế này thì các bác nhà mình hãy rửa sạch đi nhá các bác nhà mình rửa sạch cái lớp dầu đấy đi sau đó các bác nhà mình bôi cho nó một lượt mỡ lợn lên và các bác hãy sử dụng trong là bôi mỡ lọn lên để bảo quản để cho dao nó đẹp nhé. Và dao nhà em thì rất chi là ưa sử dụng. Có nghĩa các bác càng sử dụng thì nó sẽ càng đẹp dao, càng xanh dao lên cho các bác nhé. Đấy và với cái chất liệu nhíp thì các bác nhà mình yên tâm đi. Những cái màn test dao thì đã rất chi là chi tiết để các bác nhà mình được biết. Cái này bộ này gọi là chắn đồng thì nó sẽ có cái chắn đồng đây này các bác này. Đấy và sẽ báo giá luôn cho các bác nhà mình được biết nhé. Về con 30cm bao gồm cả vỏ. Bộ... À con này con 20cm em nói lộn xin lỗi các bác. Con 20 cm bao gồm cả vỏ như này một con em đang đưa tới các bác hàng độc này là 350.000 trên một con các bác nhé em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn đấy còn về con 25 cm này đây là con 25 cm sống của đó là sống 7 ly từ con này các bác đã chặt che ngon rồi nha các bác nhìn đẹp không mua một con được con này là 400.000 đồng trên một con 25 cm này các bác nhé 400.000 bao gồm cả vỏ như này em miễn phí ship tới tận nhà các bác luôn còn con 30 cm con 30 các bác nhìn từ những cái chốt đồng em làm đẹp không? Con 30 cm này. Đấy, trên dao đều in tên em Thảo Phúc Sen và có ờ uh, súng của nó là súng 7 ly. Con 30 cm này em đang đưa tới các bác là 430 000 430. Và còn uh, con 35 cm này em đang đưa tới các bác là 450 000 đồng chiều một con. Về cái bộ dao này và em nói luôn, tới tất cả nhà bác nào mà mua tổng một bộ như này nhá, một bộ như này thì các bác thì mình giá sẽ được rất chi là thấp luôn sẽ giảm giá cho tất cả các bác nhà mình mua cả bộ đấy và bên em thì sẽ có đá mài đá mài này thì chuyên phục vụ các bác này mài dao và đá như em là đá phong thổ nha các bác nhé đá phong thổ là như nào thì hôm nay em có hai loại này là đá phong thổ này đây là những viên mài mịn đấy viên nhỏ này là em đang đưa tới các bác là 50.000 đồng trên một viên này còn uh, viên to này là 100.000 đồng trên một viên này còn viên này là viên đá mài cả hàng nhập khẩu nha các bác nhé đây là viên đá mu một cái dòng đá phải gọi là nếu như các bác nhà mình mới nhìn thì các bác bảo xấu nhưng khi các bác thì mình dùng thì các bác thì mình thấy một cái viên đá này đá màu này không có viên nào có thể địch được cái viên này. Mài cả hàng Nhật, hàng Mỹ, hàng Pháp, hàng Ý các bác có thể mài vào đây hết rồi nhá. Giá của nó 150 rưỡi trên một cân. Một viên này phải tầm 2 cân rưỡi đấy các bác ạ. Đấy và với những bộ dao mèo vỏ môn này khi em nói 20 cm, 25 30 cm thì chỉ nói về vỏ nhá. Và bây giờ em sẽ quay cho các bác thì mình xem một bộ tay không có chắn đồng. Thì cái này tùy thôi theo sở thích của các bác thôi. Có rất nhiều bác có thích có chắn đồng, có bác thì thích không có chắn đồng thì tùy thuộc theo các bác nhé. thì uh, với cái bộ này các bác nhìn này, đấy giá tiền của nó vẫn như nhau, bao chất lượng, bao đẹp, tới tận tay nhận hàng kiểm tra hàng và tất cả trên giao phải in tên Thảo Phúc Sen này các bác này, đấy Thảo Phúc Sen là tên của bên lò rèn bên em nhé. đấy và bên em thì đã cung cấp và cũng đã đưa tới các bác nhà mình làm hàng đặt rất nhiều. và qua cái video ngắn này bác nào mà đang nhận làm hàng đặt và đang thích đặt như thế nào thì cứ liên hệ tới em trong cái bộ dao hôm nay thì em làm hai bộ đã gần hết rồi thì em dư ra mỗi loại là hai bộ nữa thôi các bác nhé thế cho nên là bác nào mà thích thì hãy liên hệ tới em ngay để đặt cái bộ dao hàng độc và hàng đẹp như thế này kích thước của nó thì chỉ có 20 cm lưỡi 25 cm 30 và 35 hàng độc đẹp đấy đây là một cái video rất chỉ là cận cảnh và chi tiết để các bác thì mình ngắm nhìn về phần tay là tay mun à, vỏ là vỏ môn. và em có lưu ý với các bác là con này nó đẹp như thế này nó thuộc vào hàng các bác nhà mình chặt rất chi là ngon nhưng mà khi mà mình sử dụng cái đai đồng này này mới nó vàng óng như này nhá nhưng nếu như các bác làm nhiều mà mồ hôi tay nó vào mà mắm muối nó vào đây này đây, cái đồng cái đồng lá này là nó chuyển màu nhé. nó sẽ không được vàng óng mãi như này đâu thì em cũng nói luôn đây là bộ sưu tầm bộ hàng để các bác nhà mình chơi đẹp chất liệu nhíp thì bao chất lượng cho các bác luôn còn nếu như các bác mà nhìn mình muốn mua những cái loại bộ trơn như cái bộ thường mà em hay đăng tải thì các bác hãy vào kênh của em nhá sẽ rất nhiều những cái bộ trơn bộ phổ thông đấy ạ đẹp lắm các bác ạ đẹp và chất đấy các bác đừng quên đăng ký kênh của em để xem được rất nhiều những video hay các